Đội tuyển Việt Nam được chủ nhà Saudi Arabia đón bằng chuyên cơ. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cơ hội và thách thức với tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự vòng loại cuối World Cup 2022. Báo Trung Quốc, cả tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam cùng nhận tin vui từ Australia. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Đội chủ nhà Saudi Arabia đã có sự hỗ trợ đặc biệt đối với đội tuyển Việt Nam, giúp thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển tới làm khách trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Trước khi lên đường sang Saudi Arabia, huấn luyện viên Park Hang Seo rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam còn 25 cầu thủ. 7 cầu thủ phải ở nhà là Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Minh Vương, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Nhằm đảm bảo lực lượng cho cuộc hành trình tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung một gương mặt nữa vào đội tuyển Việt Nam, đó là tiền đạo Trần Đình Kha của câu lạc bộ Bình Định. Cũng giống như ba cầu thủ vừa mới được triệu tập là hậu vệ Văn Kiên, tiền vệ Trọng Đại và tiền đạo Xuân Nam, sau khi được kiểm tra y tế và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, chân sút này sẽ tham gia tập luyện cùng với U22 Việt Nam khoảng 23 giờ tối ngày 27 tháng 8 đội tuyển Việt Nam lên ô tô di chuyển từ khách sạn ra sân bay Nội Bài Hà Nội toàn đội dự kiến lên máy bay đến Doha vào lúc 1:50 phút dự kiến hạ cánh lúc 5 giờ40 ngày 28 tháng 8 mới đây liên đoàn bóng đá Việt Nam đã liên hệ với liên đoàn bóng đá Saudi Arabia để trao đổi về việc di chuyển và ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ đặc biệt theo đó, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đón đội tuyển Việt Nam bằng chuyên cơ từ Doha bay đến Riyadh, Saudi Arabia vào lúc 8 giờ cùng ngày. Như vậy, so với lịch trình ban đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò rút ngắn được rất nhiều về thời gian. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Riyadh vào đêm nay 27 tháng 8 để hội quân cùng các đồng đội. Toàn đội đã tiến hành xét nghiệm RT-PCR theo quy định của AFC. Sau khi nhập cảnh, đội tuyển sẽ hoạt động theo nguyên tắc bong bóng khép kín để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại Riyadh, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 5 ngày để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, cũng như làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà. Trận đấu giữa Saudi Arabia sẽ diễn ra vào 21 giờ địa phương ngày 2 tháng 9, tức 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á là thành tích vô tiền khoáng hậu của đội tuyển Việt Nam. Nó giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên lọt top 12 đội mạnh nhất châu lục. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến không ít người hâm mộ tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể đi xa hơn, chỉ ít cũng có vài chiến thắng. Sân chơi hoàn toàn khác. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay và quan trọng, vòng loại cuối cùng này là sân chơi hoàn toàn khác với sân chơi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua. Bất kể chúng ta rơi vào bảng đấu nào. Với những người làm chuyên môn, không ai dám khẳng định đội tuyển Việt Nam đủ sức gây bất ngờ trong những trận cầu sắp tới. Ai cũng biết nhà cầm quân Hàn Quốc và các cộng sự của mình đang phải đối đầu với những áp lực lớn tới cỡ nào. Ngoài yếu tố chuyên môn, áp lực lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt là sự kỳ vọng đến từ người hâm mộ Việt Nam. Áp lực này vừa vô hình vừa hữu hình và đôi khi nó khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tức thở. Ở Việt Nam, nhất là cấp đội tuyển, dường như phần đông không quan tâm đến đối thủ của đội tuyển Việt Nam là ai mà chỉ quan tâm là có thắng hay không. Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Brazil hay Campuchia cũng giống nhau, đều mơ thắng. Chiến lược gia người Hàn Quốc chắc hẳn thấm thía đến tận xương tủy áp lực này, vì chỉ cần một trận thua trời ơi đất hỡi, những gì tốt đẹp trước đó coi như bỏ. Cho nên, bất kể là trận giao hữu hay chỉ là đấu tập nội bộ với đàn em U22 quốc gia, đội tuyển Việt Nam vẫn phải tìm cách để có kết quả tốt tuy nhiên hiểu được áp lực là một chuyện còn việc tìm cách đạt kết quả tốt hay không lại là một nhạy khác đội tuyển việt nam kỳ này đứng trước toàn anh tài châu lục trình độ cao hơn thể lực tốt hơn cái gì cũng hơn nếu so sánh chúng ta chẳng có được gì là gọi là lợi thế có chăng đó chỉ là một chút tâm lý dễ chơi hơn khi ở thế cửa dưới bởi điều này giúp thầy trò huấn luyện viên park hang seo có thể thi triển lối chơi phòng ngự phản công nghiêm ngặt mà họ mong muốn nhìn vào thực tế điều này vô cùng cần thiết nó khiến chúng ta có sự đối mặt tốt hơn trong trường hợp đội tuyển việt nam phải hứng chịu những trận cầu một chiều mà họ là nạn nhân chúng ta không ngừng hy vọng là cầu mong kết quả tốt sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên park hang seo nhưng lọt đến vòng loại thứ ba này đã là cố gắng lớn của các chiến binh áo đỏ rồi họ không thể một ngày một ngày hai tiếp cận ngay lập tức trình độ của các đội bóng hàng đầu châu lục khó khăn lớn ập đến đối với đội tuyển việt nam ngay trong sự chuẩn bị Việc Felix phải hủy do dịch bệnh đã tạo ra những hệ lụy khôn lường. Các cầu thủ không được thi đấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, nhưng tệ hơn, việc không hoạt động thường xuyên ở cường độ cao gây ra những chấn thương khó kiểm soát. Tính đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đã mất Văn Hậu, Thành Trung, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng do những chấn thương khác nhau. Bên cạnh đó, bài toán khu trung tuyến sau sự vắng mặt dài hạn của Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa có giải pháp khả thi. Khoảng trống mà tiền vệ Hà Nội để lại quá lớn và gần như thầy Park và các cộng sự đã thừa nhận, đội tuyển Việt Nam không tìm được người thay thế hùng dũng ở thời điểm này. Giải pháp đưa Trọng Hoàng vào trung lộ, sử dụng cặp Xuân Trường Hoàng Đức hay Tuấn Anh Xuân Trường, thậm chí kéo cả Quang Hải vào giữa vẫn không cho ra đáp án khả thi. Minh Vương thắp lên hy vọng lắp đầy tuyến giữa khi tỏa sáng 25 phút cuối cùng trong trận gặp UAE lại dính chấn thương. Đức Huy ngày càng cho thấy sự chững lại và độ đi xuống, đội tuyển Việt Nam thực sự khó khăn trong việc tìm kiếm một hùng dũng thứ hai cuộc đọ sức với uae mang lại cho đội tuyển việt nam cái nhìn rõ hơn về thực lực của các đối thủ sẽ gặp ở vòng cuối trình độ của họ từ uae trở lên và cuộc chơi này thầy trò huấn luyện viên park hang seo phải dấn thân chắc chắn là quá sức australia saudi arabia nhật bản là những gương mặt quen thuộc của năm vòng chung kết world cup gần nhất họ đương nhiên trên tầm đội tuyển việt nam Hai cái tên được cho là vừa sức nhất đối với đội bóng áo đỏ là Trung Quốc và Oman. Thực tế, họ là những đội yếu hơn một chút trong số các đội cực mạnh của khu vực mà thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối đầu. Trung Quốc cũng một lần dự World Cup 2002, họ đang làm mọi cách để tạo ra kỳ tích kế tiếp bằng cách lôi kéo 6 ngoại binh nhập tịch chất lượng cao. Oman thường xuyên lọt đến vòng loại thứ ba và dù chưa đến World Cup nhưng họ cũng được liệt vào hàng hổ báo của khu vực Trung Đông. Để có điểm trước hai đối thủ này cũng không phải chuyện cứ muốn là được với đội tuyển Việt Nam. Lâu nay, đội tuyển Việt Nam được biết đến là đội bóng mạnh mẽ về tinh thần và ý chí chiến đấu. Điều này đến nay vẫn là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, vũ khí tinh thần chỉ có tác dụng trước các đối thủ ngang cơ hoặc nhìn hơn một chút mà thôi. Nó sẽ khó có tác dụng khi đội tuyển Việt Nam phải gồng mình trước những đối thủ giỏi hơn về mọi mặt như ở vòng loại thứ ba này. Hôm nay 27 tháng 8, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ rút gọn của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Saudi Arabia tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, ngoại trừ ba cầu thủ bị chấn thương không kỳ phục hồi là Đoàn Văn Hậu, Trần Minh Vương, Bùi Tiến Dũng để đồng hành cùng đội tuyển tại lượt trận tham dự vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, bốn cầu thủ là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh không nằm trong danh sách rút gọn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo kế hoạch, dạng sáng ngày 28 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bay sang Saudi Arabia toàn đội sẽ thực hiện quy trình bong bóng khép kín theo quy định của AFC. Riêng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang Riyadh vào đêm nay 27 tháng 8 để hội quân cùng các đồng đội. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Saudi Arabia diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Danh sách đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia, thủ môn Bùi Tấn Trường Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn Hải Phòng, Đặng Văn Lâm, Cerezo Osaka, hậu vệ Hồ Tấn Tài Bình Định, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung Hà Nội, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Hoàng Danh Gia Lai, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết, Việt Theo. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy Hà Nội, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai, Phan Văn Đức Sông Lam Nghệ An, Lê Tiến Anh Bình Định, Nguyễn Hoàng Đức Việt Theo. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai, Phạm Tuấn Hải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Đức Trinh, Đà Nẵng, Hồ Tuấn Tài, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương. Weibo cho rằng tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam vừa cùng hưởng niềm vui do đội trưởng tuyển Australia rút lui ngay trước thềm vòng loại World Cup. Ngày 27 tháng 8, tiền đạo đội trưởng Matthew Leckie bất ngờ rút lui khỏi danh sách tuyển Australia tham dự vòng loại World Cup. Cầu thủ này chắc chắn vắng mặt ở hai trận đấu của tuyển Australia gặp Trung Quốc ngày 2 tháng 9 tại Qatar và tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình ngày 7 tháng 9. Theo truyền thông Australia, lý do khiến Matthew Leckie rút lui là bởi anh muốn phản đối một yêu cầu về số ngày cách ly ở xứ chuột túi sau khi trở về từ nước ngoài. Sau khi thông tin này được truyền thông Australia đăng tải, trang Weibo của Trung Quốc lập tức cho rằng cả tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam đều được hưởng chung niềm vui, nhờ việc Matthew Leckie rút lui có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh của đội tuyển Australia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người được bổ nhiệm là đội trưởng của đội tuyển Australia từ 2 tháng trước, Matthew Leckie đã rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vô thời hạn. Với quyết định này, chắc chắn Matthew Lecky sẽ vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của tuyển Australia gặp tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam. Đây là một tin vui với tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam bởi Matthew Lecky có vai trò quan trọng với tuyển Australia. Việc thủ quân này vắng mặt có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể với lối chơi của Australia. Trên trang Weibo, một số độc giả người Trung Quốc cũng tranh thủ đả kích quyết định rút lui khỏi đội tuyển quốc gia của cầu thủ Matthew Lecky đồng thời cho rằng tuyển Trung Quốc sẽ có cơ hội lớn giành chọn 3 điểm ở trận ra quân ngày 2 tháng 9 tới. Những cầu thủ như Matthew Lecky nên bị đuổi vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia. Một độc giả Weibo bình luận. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị cũng đừng quên viết ra dòng trạng thái bình luận của mình về nội dung mà chúng tôi vừa nêu.